binh lính nổi dậy, dộ tin đảo chính ở Burkina Faso. Ngày 23 tháng 1, tiếng súng liên tục vang lên từ các doanh trại quân đội ở Burkina Faso. Khi binh lính nổi dậy, đòi được hỗ trợ nhiều hơn cho cuộc chiến chống lại các lực lượng Hồi giáo cực đoan và người biểu tình lục soát trụ sở chính đảng của Tổng thống Ross Cabo. Chính phủ Burkina Faso kêu gọi bình tĩnh và bác bỏ thông tin trên mạng xã hội nói rằng quân đội đã chiếm quyền hoặc bắt giữ ông Cabo. Cuối ngày 23 tháng 1, chính phủ áp lệnh giới nghiêm vào ban đêm cho đến khi có thông báo mới, đồng thời yêu cầu đóng cửa các trường học vì lý do an ninh. Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết, chính phủ đang đàm phán với các binh lính nổi dậy. Phát ngôn viên của binh lính nổi dậy cho biết họ cần được cấp nguồn lực và huấn luyện phù hợp cho cuộc chiến chống Al-Qaeda và lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đồng thời yêu cầu các chỉ huy quân đội và tình báo từ chức. Sự thất vọng ở quốc gia nhiều vàng thuộc vùng Tây Phi gia tăng trong những ngày gần đây vì tình hình an ninh xấu đi. Sự qua đời của 49 cảnh sát quân đội trong cuộc tấn công quân sự hồi tháng 11 năm ngoái đã châm ngòi cho một đợt biểu tình bạo lực để đòi Tổng thống Cabo từ chức. Hôm qua, đám đông biểu tình trên đường phố của thủ đô Ouagadougou kêu gọi binh lính tiến xa hơn nữa, hãy giải phóng đất nước, người biểu tình hô lên. Cuộc binh biến cho thấy mối đe dọa mà các lực lượng Hồi giáo nổi dậy đang gia tăng trên khắp vùng Sahel của Tây Phi, một vùng đất nửa khô cằn ở phía dưới sa mạc Sahara. Các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã giành quyền kiểm soát trên một giải đất rộng khắp Burkina Faso và một số nước láng giềng như Mali và Niger. Ở một số nơi khác, người dân bị bắt tuân thủ các quy tắc của luật Hồi giáo hòa khắc. Nhiều tiếng súng vang lên vào khoảng 5 giờ sáng ngày 23 tháng 1 trong trại lính Sangole-Lamizana ở Ouagadougou, nơi có một nhà tù giam cả những binh lính liên quan đến vụ đảo chính bất thành năm 2015. Sau đó hàng trăm người kéo ra đường ủng hộ binh lính nổi dậy tại trại Lamizana đám đông biểu tình hát quốc ca và hô khẩu hiệu, còn binh lính đáp lại bằng tiếng súng, không rõ súng vang lên để ủng hộ người biểu tình hay để giải tán đám đông. Ở trung tâm thủ đô, nơi gần dinh tổng thống, cảnh sát bắn hơi cay để giải tán khoảng 300 người biểu tình. Đại sứ quán Mỹ ở đây cũng báo cáo về tiếng súng vang lên tại ba căn cứ quân sự ở Uagadougou và các căn cứ ở hai thành phố phía nam Kaya và Uahigoya. Ở một số khu vực ở thủ đô, người biểu tình đốt phá trụ sở của phong trào nhân dân vì tiến bộ, chính đảng của ông Kabo. Chính phủ Burkina Faso xác nhận súng nổ ở một số căn cứ quân sự nhưng phủ nhận thông tin trên mạng xã hội nói rằng quân đội đã chiếm quyền. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Santhelemi Simpo nói rằng nguyên nhân vụ nổ súng vẫn chưa được làm rõ. Nguyên thủ chưa bị bắt giữ, không thể chế nào của đất nước bị đe dọa, ông Simpo nói. Tổng thống Capo vẫn chưa xuất hiện sau khi có những thông tin này. Tài khoản Twitter của ông vẫn đăng thông điệp khuyến khích đội tuyển bóng đá dự giải của châu Phi và chúc mừng họ chiến thắng, nhưng không hề đề cập đến những sự việc ở trong nước.